Hello anh em, chào mừng anh em đã đến hoặc quay trở lại với cả An Phát Computer. Và nếu như anh em là học sinh sinh viên hoặc là các bạn đi làm muốn đang tìm cho mình một mẫu laptop nào đấy nhỏ gọn, cơ động mà vẫn đáp ứng tốt các nhu cầu về học tập, giải trí cũng như làm việc thì sau phần intro sẽ là một mẫu máy dành cho anh em nhé. Rồi, và trên màn mình lúc này đây là chiếc MSI Model 14 có cái mã là C12MO660VN. Có mức giá rơi vào khoảng 11 triệu đồng. Và link chi tiết của sản phẩm thì mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả cho anh em được biết. Điểm đầu tiên đập vào mắt mình đấy, chiếc MSI này khoác lên mình một cái màu đen khá là huyền bí và nó tạo sự sang trọng cho sản phẩm. Nó cũng sẽ phù hợp với cả rất nhiều đối tượng người dùng, từ học sinh, sinh viên hay những người đi làm. Chất liệu của máy thì sẽ được sử dụng đấy là vỏ nhựa. Thì tuy nhiên là về cái chất liệu này thì anh em sẽ phải thường xuyên vệ sinh một chút vì nó rất dễ là để lại vân tay. Đi sâu hơn vào phần thiết kế ngoại hình thì chúng ta sẽ có một cái mặt A với cái logo của MSI ở đây được làm bằng kim loại, nó tạo sự sang trọng cho sản phẩm. Tiếp đến phía bên dưới mặt đáy là mặt D của máy thì ở đây mình rất ấn tượng với các khe thoát khí của hãng. Mình nhìn vào đây thì mình có liên tưởng đến các giải âm lượng được trầm bổng lên cao lên xuống. Đi sâu hơn là một chút thì chiếc MSI Model 14 này sẽ được trang bị một chiếc màn hình 14 inch IPS với độ phân giải là Full HD, cùng đó tỷ lệ là 16:9. Phía bên trên chúng ta sẽ có một webcam độ phân giải là HD cùng với hai mic định hướng hai bên. Phía bên dưới thì chúng ta sẽ có một logo MSI bên dưới thôi. Với cái cảm quan cá nhân của mình thì khi mình nhìn vào cái màn hình này, cái giải màu thì nó rơi vào khoảng đâu đấy khoảng 65% sRGB. Cái giải màu này anh em phải hoàn toàn dùng được các tác vụ liên quan đến đồ họa, ví dụ như là Photoshop này, AI này. Bên dưới thì chúng ta sẽ có một cái bàn phím, theo mình đánh giá là nó tốt nhất trong phân khúc này rồi. Có thêm đèn LED, bàn phím bên dưới, hành trình phím tốt, độ nảy ok. Khoảng cách phím thì được làm khá là hợp lý, chúng ta khi mà typing chúng ta sẽ không bị ấn nhầm phím. Phía bên dưới nữa chúng ta sẽ có một cái touchpad tương đối là lớn, đa điểm mượt mà. Đi sâu hơn vào phần cấu hình của máy đi thì chiếc MSI 14 C12MO660VN được trang bị chiếc CPU Intel Core i5-1235U. Thì đây là một chiếc CPU có 10 nhân và 12 luồng. Thì theo đánh giá của mình thì với mẫu CPU này anh em phải hoàn toàn đáp ứng tốt các nhu cầu của công việc học tập, giải trí, thậm chí là các công việc liên quan đến đồ họa. Và ở đây thì mình cũng có sử dụng một số cái bài test thì anh em có thể tham khảo trên màn hình để có cái nhìn trực quan hơn về sản phẩm nhé. Và ở đây thì mình có test qua hai tựa game như là Liên Minh Huyền Thoại cũng như là Valorant, thì anh em có thể nhìn thấy cái mức setting cũng như là cái mức FPS khi mình test ở trên màn hình. Đi sâu hơn một chút thì chúng ta sẽ có thêm RAM là 16GB DDR4 với hai khe đã được lắp hoàn chỉnh. Thì nếu như anh em mà có nhu cầu mà lên 32GB thì anh em phải theo dạng là nâng cấp thay thế. SD chúng ta sẽ có SD PCIe Gen 4 là 512GB. Và nếu như anh em cần nâng cấp thì cũng sẽ theo dạng thay thế anh em nhé. Wi-Fi 6 thì Bluetooth các thứ là ok rồi. Mình cũng quên mất một chút, đấy là mình chưa điểm qua về cái phần cổng kết nối. Thì ở cạnh trái ở đây chúng ta sẽ có một cái jack 3.5, một cổng HDMI, một cổng USB Type-A 3.2 Gen 2, một cổng USB Type-C 3.2 Gen 2. Sang phía cạnh phải chúng ta sẽ có hai cổng USB Type-A 2.0 và một cái thẻ nhớ microSD. Thì với cá nhân mình thì mình thích đây là khe thẻ SD hơn. Về phần bản lề thì anh em để ý đấy, cái máy này của chúng ta sẽ mở được tối đa lên tới 180 độ. Tuy nhiên thì nếu như anh em để cái phía màn hình bình thường như này thì bản lề sẽ nâng lên một chút, tạo cho chúng ta cái lỗ thoát khí này nó sẽ hoạt động hiệu quả hơn. Hai nữa là khi chúng ta gõ cũng sẽ được kê tay lên một chút, theo dạng là công thái học. Và tiếp theo là phần pin, là cũng là một cái phần mà anh em rất là quan tâm đến. Thì với cái phần mềm PC Max 8 chúng ta ở đây có cái kết quả khá là ấn tượng với 3:35. Thì cũng cái thời gian này cũng sẽ có thể là ngắn hơn hoặc là dài hơn, cũng tùy theo là các tác vụ các bạn sử dụng. Rồi và tổng kết lại, trong khoảng giá 11 triệu chúng ta sẽ có chiếc MSI Model 14 C12MO660VN đáp ứng tốt cho anh em các nhu cầu từ học tập, giải trí hay những người làm việc thường xuyên phải mang đi mang lại. Thì đây là một mẫu máy rất là cơ động. Và nếu như anh em có câu hỏi gì khác hoặc là muốn chúng mình review về một sản phẩm nào đấy thì đừng ngần ngại, hãy comment ở phía dưới video cho chúng mình được biết. Và đừng quên cho chúng mình một like, một share, một sub nhá. Rồi thì xin chào và hẹn gặp lại.